Chợ Hoa Gia Định, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 1 năm 2022, tức 27 Tết Nhâm Dần. Xe cộ qua lại tấp nập. Khách hàng ra vào liên tục. Đội ngũ vận chuyển làm việc hết công suất. Chốt đơn. Và những khoảng trống ở các gian hàng báo hiệu tín hiệu tích cực về một mùa hoa Tết thuận lợi. Trái ngược với lo ngại của người làm hoa rằng dịch bệnh năm nay sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sức mua của thị trường, nhiều tiểu thương phấn khởi và bất ngờ khi hoa bán chạy hơn mong đợi những ngày giáp Tết. Dù người thân ngăn cản vì sợ dịch bệnh ảnh hưởng, nhưng vì nhớ nghề, chị Nguyễn Thị Thái Hậu ngụ Đồng Tháp vẫn chuyển bông lên thành phố Hồ Chí Minh như mọi năm và bất ngờ khi hàng bán rất chạy so với kỳ vọng. Họ nói là thôi năm nay dịch bệnh quá, không có bán được, thôi cô ở nhà nghỉ năm đi. Cái tôi nghĩ tôi nhớ nghề quá, đi ra đây cái tự nhiên ngày 20 tôi ra, mấy đầu tôi nghĩ là chắc không được quá. Ai về đâu hả, cái mức ngày đầu tiên nó như là ngày Tết luôn á, như là giống như ngày 30 vậy đó. Trời Tết mua đông đảo, cái thấy cảm thấy mình vui, mình yêu nghề lên, cảm thấy mình mệt cũng không mệt nữa, thấy họ đi mua hoa rồi thấy mừng lắm. Năm nay ha, bán có thể là coi như là nó nhộn nhịp á, nó có thể là nó trúng bông luôn á. Cũng cái đây là nắng nôi cũng phấn khởi. Nguồn cung hoa Tết năm nay không nhiều so với mọi năm do tâm lý lo sợ ảnh hưởng của dịch bệnh. Cùng với việc bán chạy hàng, nhiều khả năng chợ hoa năm nay sẽ tăng tầm sớm. Cũng vì thế mà chị Nguyễn Thị Thái Hậu chuẩn bị tâm lý sẽ sớm được về nhà và chuẩn bị ăn Tết. Hôm nay trồng rất là ít bông, hướng dương cũng ít nữa. Rồi xong cái viên cúc á, mấy cái viên cúc nè, tự lên quá trời cũng bán được. Gian hàng mấy chỗ kia bán hút bông người ta mừng lắm, ai xe ra xe vô rồi quá trời luôn. Hôm nay cũng lên một xe nữa, một chuyến chót nữa là hàng cô cũng hết rồi, cạn rồi. Sau một năm đầy biến động và khó khăn do đại dịch, một mùa hoa thuận lợi như một món quà đầy ý nghĩa dành cho các tiểu thương. Không khí tấp nập, khách hàng ra vào liên tục và những nụ cười thường trực dường như là dấu hiệu tích cực cho sự hồi phục và một khởi đầu mới hứa hẹn cho một năm mới sắp tới.